Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình livestream số 8 của ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau dịch và tập phát âm và học hiểu một cách sâu sắc về những cái bài trong bộ original. Và anh sẽ chia sẻ chi tiết và trả lời những câu hỏi của tất cả các bạn. Ok, 8 giờ rồi và khoảng 5 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu. Xin chào, hello. Để các bạn hãy bắt đầu share cái livestream này ra để được chào cậu Lực, để được nhiều bạn biết đến cái chương trình học này. Em hóng mãi. Cảm ơn em rất là nhiều. Anh hy vọng những cái livestream của anh sẽ giúp cho thật là nhiều người có thể học tiếng Anh, giỏi tiếng Anh, không tốn nhiều tiền. Bạn nào thực sự kỷ luật bản thân, chịu khó nghiên cứu một tí xíu thì chỉ cần nghiên cứu khoảng chừng 3 cái livestream của anh là biết cách tự học rồi. Ok. Chào Khánh Ly, chào Văn Huỳnh, chào Tuyên Phạm. Wow, xin chào mọi người. Mọi người chào Dương Ngân. Mọi người cùng giúp mình share livestream đây ha. Ok. 5 phút nữa mình sẽ bắt đầu. 5 phút nữa mình sẽ bắt đầu. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra một số thứ trước khi mình bắt đầu. Hai Như Huỳnh, hai Ngọc trai mình. Xin chào. Wow, rất là vui. 4 phút nữa mình sẽ bắt đầu nha. Ok. Các bạn đã chào ba lên. Các bạn đã chuẩn bị script hết chưa? Mọi người phải chuẩn bị script hết nha. Chuẩn bị script, chuẩn bị học. Ok. Rất vui khi mọi người ham học, rất vui khi mọi người chịu khó nghiên cứu kỹ những gì mình chia sẻ và áp dụng vào cuộc sống. Ok. Và tập nữa mình sẽ dành ra khoảng 20 phút để mình cùng nhau hỏi đáp. Các bạn nhớ có câu hỏi gì thì nhớ hỏi nha. 54 người rồi. Chuẩn bị bắt đầu các bạn ha. Cũng khá là đông. Các bạn nhớ share giúp mình, share livestream đi ra. Xin chào Lợi Hùng Lê, chào Bông Nguyễn, chào Văn Hùng, chào tất cả các bạn. Trần Quốc Thông, chào em, sắp thi TOEIC. Ok, chào nữa anh sẽ nói về việc học TOEIC. Chào Nam Lê. Chào. Chào bà con, cô bác, chào anh, chị em, chào tất cả mọi người. Mọi người sẵn sàng học chưa? Đầu tiên là mình sẽ đi qua, chào Trang Thủy. Không biết. Đầu tiên là mình sẽ đi qua bài Day of the Dead. Ok, mọi người mở script bài đó lên. Nếu như bạn nào đọc cái status mình thông báo trước khi mình làm livestream thì các bạn phải download nguyên cái bộ original về giải nén nó ra. Trong đó nó sẽ có audio và trong đó nó có script thì mình lấy mình theo dõi. Hôm nay anh sẽ đọc và dịch rất kỹ để những bạn mà các bạn rất là căn bản, các bạn chưa biết học nó như thế nào thì các bạn có một cái nền tảng, có một cái người hướng dẫn, một cái video hướng dẫn thật kỹ. Chào bạn Thu, để mình có thể mình học chi tiết ha. Chào Hải Ngọc. Rồi, 70 người. Chúng ta bắt đầu ha. Nếu mà các bạn muốn giúp những người khác thì các bạn hãy share livestream nhiều lên để cho mọi người biết đến cái phương pháp học này. Bởi vì hồi xưa bản thân anh, một lần nữa anh confirm, anh khẳng định là học theo kiểu này chắc chắn giao tiếp được và không tốn nhiều quá nhiều tài chính. Và nó hiệu quả rất nhanh so với những phương pháp khác. Ok. Hello. Rồi, mình bắt đầu mình học nha. Rồi, đầu tiên đó là mình sẽ copy một đoạn của bài Day of the Dead. Day of the Dead nghĩa là gì? Ok. Day of the Dead. Comments. Day of the Dead là ngày của cái chết. Được chưa? Và chết thì mình có động từ là died. Và mình có một từ phrasal verb của nó là passed away. Passed away có nghĩa là qua đời. Ok. Tính từ của chết là dead. She's dead. She's a dead body. Cô ta là một xác chết. Ok. Động từ là die, tính từ là dead. Passed away là từ đồng nghĩa của nó. Ok. Rồi, thì hai đoạn đầu tiên ha. Đầu tiên mình sẽ đi từng đoạn. Hai đoạn đầu tiên. Đây, đầu tiên là anh sẽ comment ở đây. Hôm nay sẽ có rất là nhiều bài, hy vọng là mình đi được ít nhất 3 bài. Hai đoạn đầu tiên đó là I arrive in Watermelon.
Mình đọc là Watermelon. Watermelon là một cái địa danh ở Mỹ. Ok các bạn ha. I arrive, arrive. Chữ V phải rung môi, hoặc là I arrive, arrive, I arrive, arrive. Ok. I arrive on the day of the dead. Tôi đến Watermelon vào cái ngày của cái chết. November 1st. Mình có November 1st, nghĩa là vào tháng mấy các bạn? November 1st là vào ngày 1 tháng 11. I am curious about, mình có curious luôn luôn đi với about nha các bạn. Curious about là tò mò về một cái gì đó. Curious about là tính từ. I am curious about this holiday. Tôi tò mò về cái kỳ nghỉ này. So I go to the cemetery. Mình đọc là cemetery. Cemetery. Các bạn đọc theo anh ha. Cemetery, cemetery, cemetery. Cemetery có nghĩa là nghỉ trang. Vì vậy tôi đi đến nghỉ trang to see what happening, để xem thử chuyện gì đang xảy ra. What I find is quite interesting. Những gì mà tôi tìm thấy nó rất là thú vị. Những gì tôi tìm thấy nó cực kỳ thú vị. The atmosphere. The atmosphere là cái không khí xung quanh đây, mình đọc là atmosphere. 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 Fear. It's like a party. Cái không khí xung quanh đây giống như là một lễ hội. There are people everywhere. Có tất có rất là nhiều người ở mọi nơi. Families are sitting around. Ở đây là rất là nhiều gia đình đang ngồi xung quanh the graves. Mình nói graves. Đọc theo anh nha các bạn. Graves là những ngôi mộ of their dead ancestor. Ancestor. Ancestor là tổ tiên ông bà. Được chưa? Thì một số từ mới là atmosphere là gì? Atmosphere là không khí xung quanh. Và cemetery. Cemetery. Nhưng hôm nay có nhiều từ khó ha. Trong cái bộ original này thì cái bài này là bài khó nhất, nên các bạn chịu khó chú ý ha. Cemetery nghĩa là nghĩa trang. Families are, không phải là a mà là are. Cong cái lưỡi lên ha. Are. Families are sitting. Tiếng Anh Mỹ là sitting. Sitting. T thành T. Sitting around. Cong miệng bầu cong lưỡi lên. Còn miệng lại cong lên. Around. Thấy không? Around. Around the graves. Graves. G R. Chữ R là R. Du miệng bọt ra R. Graves of their dead ancestor. Thì những gia đình họ đang ngồi xung quanh những ngôi mộ của tổ tiên đã qua đời. Dịch hay là như vậy ha. Không phải là tổ tiên đã chết thì nó nghe nó ghê gớm quá. They clean the graves and add fresh miệng như vậy. Fresh flowers. Họ lau chùi những ngôi mộ và họ thêm hoa vào. Những ngôi bông hoa rất là tươi, rất là đẹp, rất là mới. They clean the graves and add fresh flowers. I walk through cemetery. Tôi walk through, mình có walk on, walk. Walk through là đi xuyên suốt qua. Walk on là đi trên. Walk through là đi xuyên suốt hết. Ví dụ như đây là cái cemetery, đây ha. Thì mình walk through là mình đi xuyên hết luôn, tham khảo hết mọi thứ luôn. Walk through cemetery and admire. Các bạn chữ R là cong lưỡi lên nè. Admire. Admire là ngưỡng mộ ha. Và ngưỡng mộ. The beauty. The beauty là vẻ đẹp. Mình có beautiful. 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 Cong lưỡi lên. For. Là xinh đẹp. Beauty là danh từ. Vẻ đẹp. Of all the colorful flowers. Của tất cả những bông hoa tràn đầy màu sắc. Mình có là color. Color là màu sắc. Mình có là colorful là tràn đầy màu sắc. Tính từ ha. Ok. Đó là đoạn đầu tiên. Rồi, ok, rất là tốt. Tiếp tục. Rồi. There is also color in the sky. Cũng có màu sắc trên bầu trời. Because many kids are flying kite. Bởi vì rất là nhiều đứa trẻ đang thả diều. Mình có flying kite. Kite là những cái diều, kite. Hồi nhỏ các bạn có chơi thả diều không? Hồi nhỏ anh rất là mê thả diều, tại vì anh được sinh ra ở một miền thôn quê anh ở Nha Trang, và cái nơi anh sinh ra thì nó không hẳn là miền quê và nó cũng không hẳn là thành phố, và nó ở giữa ha. Bạn trai mình nhờ đọc lại chữ through, đúng không? Đọc là through, through, through. Ok, đọc là through, through. Ok, đó. Đợi xíu, anh chỉnh sửa một số thứ. Rồi.
Rồi mình tiếp tục học nha. They also color in the sky because many kids are flying kites. Some families are having a picnic. Chữ be nè, phải là picnic mà là picnic. Mình bật ra picnic, picnic next to the graves. Một số gia đình đang tham quan, đang có picnic và bên cạnh những ngôi mộ. Ok, they eat phải có ending sound, drink and chat together. Ok, together, cộng lửa lên. Chữ r trong tiếng Anh, chữ r rất là quan trọng. Nếu bạn nói muốn cho nó phát âm hay á thì bạn phải luyện cái lưỡi của mình về chữ r đó. Together, no, together bình thường đó là tiếng Việt together, cộng lửa ha, together. Một cái xe là a car, phải là a car ha. People laugh chữ f nha. People laugh and smile, cộng lên smile. Ok, people laugh and smile. Ok. In the United States, có S hết nha các bạn. United States, cemeteries, có S à, đọc nối là cemeteries are always somber. Ví dụ mình đang vui, somber, nghiêm trang, somber, ok. Somber là rất là nghiêm trang, còn serious, ok. We certainly never have festival or parties. Chúng tôi chắc chắn, certainly là chắc chắn không bao giờ có lễ hội hoặc là những buổi tiệc. Next to grave, mình có festival biển là sea festival, ok. Parties, festival là những cái lễ hội lớn, còn parties là những cái buổi tiệc, được chưa? We don't laugh phải có chữ F à. We don't laugh, chúng tôi không có cười. Or play music or fly kites in cemetery either. Mình có to là cũng vậy. Mình có either cộng lửa lên ha, cũng là cũng vậy. Và either thì dành cho thể phủ định. Ok, we don't laugh or play music or fly kites in cemetery either. Rồi đó, gần hết rồi đó. Ngọc Ánh, people laugh and smile. Mình có laugh là cười to, ha 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 ha. Còn smile là cười của những cô tiểu thư á, là cười mỉm chi, cười nhẹ nhàng. Đó là cười smile. Còn mình có là laugh là cười, ha 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 ha. Được chưa? Và mình có green đây. Green là cười mà cười 2.D á, là cười nhe răng. Được chưa? Một lần nữa ba kiểu cười nha. Mình có laugh là cười, ha 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 ha. Là laugh là ký hiệu này nè, 2 ngoặc phải, được chưa? Mình có smile là 2.1 ngoặc phải. Mình có grin nghĩa là 2.d. Ok, đó là ba kiểu cười trong tiếng Anh. Rồi, tiếp tục nha. Bạn nào bạn yếu thì đừng có buồn, chậm nữa mình có thể coi lại sau cũng được. Tiếp tục là I find that I refer. Mình có prefer là thích hơn. I find that, tôi nhận ra rằng, tôi tìm hiểu ra rằng là I refer the watermelon approach. Mình có approach ở đây nghĩa là way, là cái cách thức, nghĩa là cái lối sống, cái cách thức. Approach trong trường hợp này là lối sống. Tôi nhận ra rằng là tôi thích cái lối sống của những cái người watermelon hơn. Approach động từ có nghĩa là tiến đến, được chưa? I like the way they remember, công bố lên remember, không phải remember ha, remember and celebrate. Mình có celebrate là ăn mừng, yeah. Còn celebrity là những người nổi tiếng. I like the way they remember and celebrate those who have passed away. Là tôi thích cái cách mà họ tưởng nhớ và trân trọng. Ở đây mình dịch thành chữ trân trọng ha, celebrate, ăn mừng, trân trọng những người mà đã qua đời, được chưa? I like that the way they acknowledge. Mình có acknowledge là tôn thờ và trân trọng cái chết, death. Okay, instead of là thay vì, instead of denying là phủ nhận, denying in the way Americans do. I like that they live. Tôi thích cái cách mà họ trân trọng cái chết, thay vì là họ phủ nhận cái, như họ phủ nhận cái chết như cái cách những người Mỹ mà làm. Tôi thích ở đây là có cuộc sống, as well as là cũng như vậy. Mình có as well as cũng vậy, as well as death in cemetery.
Tôi thích là ở đây họ trân trọng sự sống cũng như là cái chết. Cái sống đối với người Watermelon, họ nghĩ là cái sống như là cái chết. In their cemetery, ở khu nghĩa trang của họ, Watermelon call it Day of the Dead. Những người Watermelon gọi đó là ngày của cái chết. But it also a day to appreciate life. Mình có từ appreciate rất hay các bạn. Appreciate mình sẽ luôn luôn sử dụng appreciate. Mình có là I am grateful for. Mình có từ to be grateful for. Grateful for là biết ơn, trân trọng một cái gì đó. Còn động từ là appreciate là trân trọng. Biết ơn thì trong cuộc sống, ví dụ như mỗi buổi sáng anh ngủ dậy là anh sẽ đặt tay lên ngực, anh nhắm mắt lại và anh sẽ làm cho mình vui trước bằng cách là anh sẽ biết ơn khoảng chừng 10 điều. Anh biết ơn bởi vì mình có một công việc tốt, là mình có thể mình có tiếng Anh giỏi để mình chia sẻ với tất cả mọi người, mình có bạn bè, mình có học viên. Anh biết ơn bởi vì mình có một căn phòng đẹp, có giường, có nơi để ngủ, đỡ hơn rất là những người mà không có nhà bởi vì họ phải nằm trên đường, ngoài đường mà họ chịu muỗi cắn. Anh biết ơn bởi vì mình có được thức ăn 3 buổi mỗi ngày, điều đó rất là tuyệt vời. Anh biết ơn bởi vì ngày hôm nay thời điểm rất là tân tiến, mình có internet, mình có điện thoại đẹp, mình có laptop để mình có thể mình làm việc hiệu quả. Mình biết ơn bởi vì mình có rất là nhiều kiến thức tốt giúp cho mình sống khỏe hơn. Mình biết ơn bởi vì mình còn ba, mình còn mẹ và mình còn gia đình. Thì mỗi ngày nếu như mà các bạn vui, muốn hạnh phúc thì các bạn phải be grateful for, là bạn phải biết ơn về những thứ mình đang có. Những người tiêu cực là những người họ luôn tập trung vào những thứ mà họ thiếu thốn, họ không có. Và những người họ tích cực, họ tập trung vào những thứ họ đang có. Và bạn càng tập trung vào thứ gì thì bạn sẽ có thứ đó. Cho nên mình phải tập trung vào những thứ mình đang có thì sự giàu có và may mắn đến với bạn nhiều hơn. Thì mình sẽ có từ đó là I appreciate what I have. Tôi trân trọng, tôi biết ơn những gì mình đang có. Hoặc là I am grateful for you, là anh biết ơn em, hoặc là tôi biết ơn bạn. Được chưa? Rồi, Thục Linh, bạn nhờ anh đọc lại chữ have. Phần chữ have. Have. Một số bạn hay đọc là he, I he, I have. Không đúng, là I have. Phải có chữ V nhưng mà I have. Được chưa? Đó. Ok. Rồi, anh đi hơi nhanh đúng không? Như vậy là mình đã xong bài Day of the Dead. Ok. Đó. Thì mỗi khi mà các bạn mở bài này ra, có đoạn nào mà các bạn không hiểu thì bạn mở livestream này lại, bạn ra về, bạn coi dịch từng bài, bạn hiểu. Tại sao phải dịch, tại sao phải chỉnh phát âm? Tại vì nếu như đôi khi mình tự học, mình không hiểu và mình nghe những gì mình không hiểu thì mình nghe hoài mình cũng không thuộc được và mình cũng không nói được, mình không nhận diện được. Ví dụ như anh sẽ nói là một từ nha, khập khun khập, nghĩa là gì các bạn? Và anh nói từ khập khun khập, anh nói 10 lần, nói 100 lần các bạn cũng không hiểu. Khập khun khập, có nghĩa là xin chào, alo xin nghĩa là, có nghĩa là cảm ơn, cũng tiếng bên Thái. Như Huỳnh, nhờ anh đọc lại chữ uống là drink, the r. Mình sẽ phát âm như thế này nè em, có đây có 4 âm lần. Thứ nhất chữ r, thứ hai chữ r là r, nối lại r. Chữ i và chữ k, nối lại thành chữ uống nước là drink. Bạn nào muốn học phát âm kỹ các bạn đến Simple English, các giáo viên bên đây học phát âm rất là kỹ, sẽ chỉnh sửa phát âm từng bài cho các bạn, sẽ giúp cho các bạn quay video, check phát âm và sửa tại lớp và sửa ở nhà luôn. Bạn Diễm hỏi là as well as có phải cũng có nghĩa là ngay sau khi không ạ? Diễm ơi, hồi nãy anh dịch là as well as cũng là, nhầm, as well as là cũng là. Ở đây hồi nãy mình có từ gì ta? As well as, đây, as well as ở đâu ta? Cũng như as well as là cũng như. Mình có là as long as I love you, nghĩa là miễn là anh yêu em, được chưa? Đó. Ok. Day after that. Rồi, nhắc lại cách học nha. Một bài á thì mình học bao nhiêu ngày các bạn? Comment coi một bài học bao nhiêu ngày. Nhớ bài thuộc, nhớ mà nhớ livestream cũ hướng dẫn cho một bài học bao nhiêu ngày. Đúng rồi, một bài học 7 ngày và mỗi ngày học 2 tiếng, được chưa? Đúng rồi, Thục Linh trả lời đúng, một tuần là 7 ngày chính xác. Ít nhất 2 tiếng nha. Rồi. 1 tiếng là nên cho mini story, còn lại là những cái file khác, ok. Và nếu như mình học mà mình bắt nửa chừng thì sao? Đừng vội chuyển quá sớm, phải tiếp tục kiên trì.
phải tiếp tục kiên trì đủ ít nhất 7 ngày hoặc thậm chí là nhiều hơn. Đối với những bạn mới học, bạn cần thời gian thẩm âm, bạn đừng vội học quá nhiều từ mới. Tại vì mình mục tiêu của mình là mình học để mình sử dụng được thì mình phải học sâu, deep learning. Còn nếu như mà mình học quá nhiều nhưng mà mình học xong mình chỉ biết thôi thì mình sẽ không nói được. Mục tiêu của mình là phải nói được thì mình phải cho nó deep inside, mình phải nó thấm bên trong, mình phải repeat, repeat, repetition, phải cho lặp đi lặp lại, nhớ nha. Rồi, trả lời một số câu hỏi tiếp tục ở đây, đó là đọc chữ notebook, đọc là note, notebook, notebook. Nào, n, n, note, note, b, book. Rất nhiều âm hay nối lại, notebook, a book, một cuốn sách. A notebook là một cuốn vở, một cuốn sổ, được chưa? Câu lực hỏi là, anh ơi, âm L và âm R ở cuối đều cong lưỡi đúng không ạ? À? Đúng rồi em. Âm L là o, o, core, core, tall, tall, chữ R là R, car, được chưa? Ring, reason, đó là như vậy, phải cong lưỡi, đa số là như vậy. Không cần quá chính xác, nhưng mà phải cong lưỡi. Hẹo hỏi as often as nghĩa là thường xuyên. Rồi, con thưa chú, con plan thế này có được không? 3 ngày đầu học và dịch kỹ, 2 ngày tiếp theo nghe vocab, 4 ngày tiếp theo nghe history. Không đúng rồi Diamond ơi. Ngày đầu tiên thì con nên đọc và dịch hết, hiểu hết 100% một bài. Con nên xem lại cái livestream thứ nhất mà chú đã làm rất là kỹ. Nghe và note xuống, nghe và ghi xuống cách học trong đó nha. Một cho cái thứ quan trọng nhất là mini story thì mình cần phải đọc dịch hiểu trước ngay đầu tiên đã, ngày đầu tiên đã. Nếu như mình chưa hiểu thì mình cần phải nhờ một người đó chỉ, hoặc là mình phải tra từ điển rất nhiều. Ok, các bạn có thể cài Lingo, các bạn coi livestream số 7 á, anh có làm về từ điển á, đó, ở trên. Ok. Rồi, bây giờ anh nhắc lại một số từ khó. Ok, mình có là cemetery là gì? Là gì? Là nghĩa trang. Đúng rồi. Mình có atmosphere là không khí xung quanh, được chưa? Graves, số nhiều graves nha, graves là những ngôi mộ, và ancestor là tổ tiên, được chưa? Và mình có hoa tươi là gì? Hoa đẹp là gì? Fresh flower. Mình thông thường người ta sử dụng là fresh flower. Nào, chữ F nè. Fresh flower, được chưa? Cemetery. Đó, rồi từ kite, flying kite là thả diều. Ok. Đó, thả diều, thực sự thả diều là một trong những cái trò chơi rất là thú vị nếu như mà ai có tuổi thơ trải qua chuyện đó. Ngày nay thì ở thành phố ít bạn chơi, nhưng mà bạn có thể mua một cái diều ra một cái nơi xa thành phố một tí, bạn thả rất là thư giãn, rất là tuyệt vời. I find that là cái tôi nhận ra rằng, tôi tìm thấy rằng, tôi biết rằng, nhớ nha. Approach là cách thức, passed away là qua đời. Ok. Đó là những từ, và tôi nói somber, nghiêm túc, somber. Ok. An Vũ, thầy ơi, vừa nghe vừa dịch mini story ạ. An Vũ ơi, thực sự thì cũng bài mini story rất là dài và không có đủ thời gian. Thông thường trên lớp thì mới có thời gian để dịch. Thì thông thường mini story nó sẽ dùng những cái từ, những cái câu trong bài audio, bài main. Thì người ta sẽ dùng những cái đó, người ta hỏi đi và hỏi lại. Các bạn nhớ, rất quan trọng. Câu hỏi như vậy giúp cho các bạn có thể thấm mô thức câu hỏi trong đầu, thấm mô thức câu trong đầu, thấm cụm từ trong đầu, cho nên mini story rất là quan trọng ha. Hello Rainy Ross. Ok. Một từ rất quan trọng đó là từ appreciate. Appreciate nghĩa là biết ơn, nghĩa là trân trọng. Và từ đồng nghĩa của nó là I am grateful for. Grateful for là tôi biết ơn về một cái gì đó. Ok. Rồi, xong bài đầu tiên. Yeah. Chuẩn bị bước sang bài thứ hai. Các bạn giúp mình share video này, 100 con người, 100 anh em ơi, share video cho nhiều người biết cách học ha. Tag bạn bè của mình vào. Biết ơn và cảm ơn rất nhiều. Nếu như mà bạn thương một ai đó, bạn muốn cho người ta giỏi tiếng Anh, thì bạn hãy share những cái livestream của Tường đến cho họ, bởi vì nó miễn phí và nó rất là chất lượng, giúp cho họ học đúng, học chính xác. Cảm ơn các bạn. Ok. Rồi, tiếp theo, bài tiếp theo. Bây giờ mình start bài Day of the Dead đi. Mình sẽ mở bài tiếp theo ha. Bài tiếp theo đó là bài gì? Bài Bubble Food. Bài Bubble Food ha, được chưa? Bài Bubble Food. Các bạn lọc bài Bubble Food ra. Bubble Food. Bubble Food. Sau cách đặt Bubble Food là
là gì, thức ăn của con búp bò. Đây, cho tôi mở xem. Ancestor. Ancestor, ancestor, ancestor là tổ tiên ha. Ancestor. Ý Linh Nguyễn, chậm hơn một tí nhanh anh. Ok, có vẻ hơi nhanh đúng không? Ancestor, tại vì hôm nay nhiều bài quá anh định đi nhanh. Thôi anh sẽ đi chậm lại nhưng mà mình sẽ đi ít bài nhưng mà nó chất lượng hơn. Ancestor là ông bà, là tổ tiên nha. Rồi, tiếp theo là bài Bubble Food. Bài Bubble Food thì dễ hơn nhiều. Rồi là bài Bubble Food ra các bạn ơi. Bài con mèo, mèo 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 mèo. Ê, Bubble Food, đúng rồi, con mèo. Rồi, đây, hai câu đầu tiên. Hai câu đầu tiên nha. Ok, hai câu đầu tiên đây, anh sẽ comment xuống dành cho những bạn mà chưa chuẩn bị kịp switch, mò chuẩn bị quá kỹ cho các bạn đây. Enter. Rồi, vô. Tên đọc như sau, chữ thờ nè. Sarah Smith. Chữ thờ nè, Sarah Smith. Who lives in San Francisco? Nè, San Francisco, chữ M nè. San, chữ N. San Francisco. When shopping for cat food, Sarah Smith đi đến San Francisco để shopping, cho thức ăn cho mèo, được chưa? When shopping, quá khứ hiện tại là go shopping. Ở bài này bắt đầu show sẽ dạy về thì quá khứ. Sarah is 30, mà đẩy hơi ra 30. Một nhiều các bạn đọc là 30, 30 không đúng, phải tiếng Mỹ đọc nó có hơi liên tục nha. 30, 30 and leaves, 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 leaves. Nói là leaves at, leaves at 303 Market Street. ST là street, là con đường. Và sống ở 3037 đường chợ. She had lived, lived nha, lived. Chữ có ED, lived. Lived there since 1990. Cô này đã sống ở đó kể từ năm 1990. Ở đây bạn nào 9X comment yes cái coi. Ok, rồi. Tiếp tục nào. Sarah is married. Sarah đã kết hôn. Mary là động từ, is married là tính từ. Sarah đã kết hôn. She's married to a man named John. Cô ta đã kết hôn với một người đàn ông tên là John. She has been married for 7 years. Cô ta đã kết hôn cho một, đã được 7 năm rồi. Đó, ok. Wow, rất là nhiều bạn 9X và 2000 trở lên học tiếng Anh. Thế hệ trẻ bây giờ rất là siêng học. Cảm ơn các bạn. Anh rất là thích các bạn với những người siêng học. Tuyệt vời. Các bạn hãy nỗ lực học để tương lai được sáng lạng, được đi làm ở những nơi văn minh, có nhiều kiến thức hay, có nhiều, có lương cao. Ok. Dịch xong bài này sẽ kể cho bạn nghe một số câu chuyện rất là hay nha. Tiếp tục. Rồi, hai bài tiếp theo đó là, đây, they have two children. Họ có hai đứa nhỏ. And one very big cat. Và một con mèo rất là bự. Hôm nay mình có huge là khổng lồ, big là bự, ok. Gigantic cũng là khổng lồ, được chưa? Their son Bob is 5 years old and their daughter, không phải daughter nhưng mà là daughter, their daughter Nancy is 3. Con của họ, con trai của họ tên là Bob 5 tuổi và con gái của họ Nancy 3 tuổi, ok. Rồi, their cat, chữ T nha, không phải là their cat, không phải là their cat, mà hơi là cat. Their cat Bubba is 2 years old. Con mèo của họ 2 tuổi. Bubba is huge. Con mèo Bubba rất là khổng lồ, mập như một con heo ấy. He weighs 258 pounds. 250 anh con mèo nó nặng 258 pounds. Pounds. Bật hơi là pounds. 117 kilos. Wow, mèo bự quá ha. Các bạn thích mèo không nhỉ? Anh thì anh thích cún hơn. Hồi nhỏ anh nuôi nhà nuôi chó nhiều lắm. At 9 a.m. Sarah got into her car. Nào một lần nữa nha, công một lửa lên. Car and drove. Đây, chữ dr rất là khó phát âm. Như bạn phát âm sai là drove into the pet store. Và lái xe vào pet store là cái khu vực mà bán thức ăn cho gia súc. Ok, pet store. Ok, drove dr mà dr chữ v. Drove to the pet store. She bought 68 bags of cat food. Nào,
anh đọc là backsoft, bởi vì có chữ S đọc là nối backsoft, ở đây gọi là linking sounds, được chưa? Kết nối âm lại với nhau khi đọc nhanh. Còn nếu đọc chậm là she bought 68 bags of cat food for $10 each plus tax. Cụm từ đó là khó hiểu nè. Each là mỗi, plus là cộng, tax tax là thuế. Cô ta mua 68 bao thức ăn cho mèo, mỗi $10 mỗi bao đã bao gồm thuế. Each plus tax là đã bao gồm thuế. The regular price, cái này khó nha nè. Regular đọc theo coi, regular, được chưa? Câu đó là regular price S nha, price cái giá thông thường đó là $16 dollars, công lửa lên nha, chữ O phải chữ đô la nha, dollars. So she got a good deal, vì vậy là cô ta có một cái giao dịch rất là tốt. Cái giá thông thường là $15 mà bà mua $10 cho nên bà lời $5 mỗi bao. So she got a good deal, vì vậy mà cô ta có một cái món hời, mua được một giá rất là rẻ. Ok đó rồi, tiếp tục. The total là tổng giá trị hàng hóa was 680. Các bạn nhớ nha, giữa số trăm, hàng trăm và số hàng chục sẽ có một chữ là chữ and. Lấy ví dụ 680, 645 and nha. Ví dụ như vậy, she paid by credit card. Credit card là cô ta trả bằng credit card. Sẵn tiện anh nói cho các bạn hiểu thế nào là credit card. Mình có hiện tại hiện nay á, mình sẽ có thẻ ATM, được chưa? Thẻ ATM sẽ phân thành hai loại thẻ. Thẻ credit là thẻ là mình sẽ không cần phải bỏ tiền vô tài khoản mà mình vẫn xài, cuối tháng thanh toán trừ sau, ok, đóng tiền lại sau. Còn thẻ debit là thẻ phải nộp tiền vô rồi mình mới được xài. Và trong credit và trong debit thì nó có loại là không có visa và có visa. Có visa nghĩa là bạn có thể mua hàng trên quốc tế và thanh toán bất cứ nơi đâu, còn không có visa thì chỉ có thể rút tiền thôi. Đó là thẻ, được chưa? Ok. Con xin là được nhờ chú ơi, con cảm ơn chú ha, cảm ơn Ngọc. Thank you. Học chăm nhân không? Học cho ba mẹ vui con à. Em cũng thích chó hơn. Nói chung chó với mèo đều dễ thương hết đó. Nhưng mà mỗi người thích mỗi kiểu. Nên các bạn phải yêu thương động vật nha. Thấy động vật thì phải thương nó, không được đánh động vật. Đi ngoài đường thấy con nào nghèo, con động, anh có người gì gì anh rất là thương động vật. Ồ, tối nào cũng lão nấu thức ăn, sáng nào cũng nấu thức ăn đem ra chợ cho mấy con mèo, cho mấy con chó, trời gì thương động vật lắm, ngưỡng mộ gì luôn. Đó. Vitamin cam, thầy ơi thầy giải thích hộ em âm T và âm S. Ok, hai âm đều là âm xì hơi ra và âm vô thanh, được chưa? Khi nói mình nó sẽ không có rung cổ nè. Âm T âm tờ nha. Ví dụ tên là tên Tường thì người ta sẽ đọc là thường không ạ. Người Mỹ không có đọc là Tường, đọc là thường. Hello Mr. Thường. Ok, đọc là thường. Và âm S nè, miệng ngang là C. Cô ấy là she, là âm S lớn, còn âm S nhỏ là she, C. Ok, bãi biển, the sea. Ok, time. Ok, đó, chữ T. Ok. Dương Minh nói là I don't want to basics anymore. What can I do? I feel like stuck at my levels and go down. I desire to rise up. Dương Minh ơi, em level, bạn level nào vậy ha? Nếu mà level ở giữa thì Dương Minh bắt đầu coi phim Friend đi. Dương Minh học tài liệu khó hơn, học bộ Power English đi ha. Rồi, cảm ơn Yến Khoa. Nguyễn Văn Lâm hỏi là âm S với âm Z lúc nào nghe cũng giống nhau, phân biệt như thế nào ha? Ok, rồi. Âm S nha, âm S nè là âm vô thanh, âm Z là âm hữu thanh. Vô thanh nghĩa là khi nói cổ mình không rung và hữu thanh khi nói cổ của mình rung. Ví dụ âm S nè, see, saw, song, ok. Âm Z nè, z, lưỡi dưới răng nè, đúng không? The zoo, không rung không? Zoo, ok. Zing, thấy rung không? Zing, ok. Nhưng khi nói nhanh thì chỉ cần là là đủ rồi, ok. Lê Thị Mai Hương, anh ơi 680 với 60, 600 và 80 đọc cùng một lúc với nhau. Hồi nãy nói là số trăm đọc là 680, giữa số hàng trăm và hàng chục phải có chữ and. Ok.
Lê Thảo khi nối âm live in thì được bỏ âm vờ không ạ? À? Được em, live sing, à, không. Nếu mà đọc chuẩn là không bỏ, live sing là live sing, live sing. Live sing, live sing, live in, live sing, live sing. Thông thường anh đọc không có bỏ, người Mỹ đọc không đó, live sing. Cái mặt cái là live sing, hơi khó một tí hả? Live sing, live sing, live sing không nghe. Nếu đọc bỏ chữ vờ nè, live sing, không đúng, đọc đúng nè, live sing, ok, nó mới đúng. Ngọc hỏi là âm the r, âm này siêu khó luôn nè, âm dr đọc là r r r, chữ r nè r, cong miệng cong mỏ heo lại nè, cong mỏ heo lại nè, r cong lên r, mở ra r, r drive drive drove drove, ok khó ha, nỗ lực ha, r r. Từ street nè, street 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 nè, street search eater. Nếu mà âm khó đọc quá thì mở chậm, tập đọc theo rất chậm và nghe nhiều, từ từ sẽ lên. Kiên trì, ok. Tiếp tục. Tiếp tục nha. Ôi hôm nay nhiều bài lắm, hy vọng mà đi hết, không đi hết thì buổi sau làm tiếp vậy. Hy vọng là mình sẽ có thời gian mình làm hết nguyên cái bộ này cho các bạn luôn thì càng tốt. Rồi. Quân Lê thầy ơi hướng dẫn level 3 GPT Flow English ấy. Ồ, phần đó là phần nâng cao mà đa số các bạn là basic nên phải làm basic trước em. Rồi tiếp tục. On her way home, Sarah stopped. Nè. Stopped, stop better nha, stopped, không phải là stop it nha, stopped at a convenience store to buy milk. Sarah dừng lại một cái cửa hàng tiện lợi. Mình có tiện lợi, cửa hàng tiện lợi là gì? Circle K hoặc là 7-Eleven chẳng hạn như vậy. Convenience store to buy milk. Bubba loves milk. Bubba loves milk. The milk was $3. Cộng lên $1 for 1 gallon. Một gallon thì bằng hơn lít thì phải. Gallon là một cái can. Nha, gallon là một cái can. And Sarah bought 30 gallons. She paid 100 and got 10 $100 and got $10 back in change. Back in chain là thối tiền lẻ lại, được chưa? Trên đường về nhà, Sarah dừng tại một cửa hàng tiện lợi để mua sữa. Bubba yêu sữa, Bubba cái sữa chỉ có $3 cho mỗi gallon, gallon một đơn vị đo. Và Sarah mua 30 gallon, trời con mèo này uống sữa nhiều quá. She paid 100 and got 10 back in chain. Cô ta trả hết 100 và vẫn lấy $10 về. Thì như vậy, Sarah mua hết nhiêu các bạn? 100 trừ 10 là 90, đúng không? Sarah got home at 11 a.m. Bubba was waiting at the door. No, door, không biết là door. He was very hungry. Anh ta nói bụng. Oh, he was very hungry. Are you hungry? Guys. Trước khi làm thì anh đã ăn rồi. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã ăn chưa? Ok. Bây giờ mình sẽ trả lời một số câu hỏi ha. Âm T và âm S. Khi hai âm này cuối từ sau em phát âm là âm T. Anh tập làm như vậy. Em để tập phát âm thì bạn phải có một cái gương ha. Kiếm cho mình một cái gương, em sợ đây là cái gương đi, kiếm cho mình một cái gương. Rồi mình soi gương mình nói thôi ha. Kiếm cho mình một cái gương nha các bạn. Gương để nói chứ không phải là gương đeo kính nha. Ok. Từ xe lửa và từ thay đổi hả? Trend, công lên. Trend. Còn từ trend thay đổi là change. Change. Khác nhau nha, âm đuôi cuối của nó là change. Trend, change. Ok, rồi. Thì đó, như vậy là đã hết bài Bubble Food. Ok. Thì mini stories, nhắc lại cách học. Khi học là các bạn cần phải làm sao? Nghe, nhìn script trước cho nó hiểu. Trước tiên trước đứa phải dịch ha. Nếu mà không hiểu thì phải nhìn nghe mình nhìn xong xong cho nó hiểu. Vừa có thể nhái theo cũng được. Khi mình nhớ mình thuộc rồi bắt đầu mình up xuống, mình nghe. Nghe chậm thôi, nghe hiểu, trả lời ra. Mà trước đó nên nghe thật nhiều để mà thấm câu trả lời đã, nghe tập trả lời ra và trả lời để ý phát âm, để ý ngữ pháp của mình. Mình vừa nghe, mình nghe rất nhiều những câu đúng từ người bản ngữ, sau đó mình tập nói rất nhiều những câu đúng từ người bản ngữ thì mình sẽ nói đúng thì thôi. Ok. Và quan trọng nhất học mini story là phải nghe trả lời liên tục bập. Mình trả lời chậm được rồi, mình trả lời nhanh lên luôn, tăng tốc độ. Hồi xưa anh học là anh đứng lên nè, anh đi qua đi lại trong nhà đó, lên sân thượng nghe trả lời rầm như thế gì đó. Bạn mà có bạn bè rủ học chung, hai đứa trả lời đua. Ở dù ở trong lớp học của anh thì các bạn học xong anh sẽ chơi một trò chơi đó là trả lời đua. Anh sẽ hỏi là hả, how many kilos were purple? Purple mới lẽ là oh
680 kilos. Bạn này trả lời sau, bạn này thắng 1 điểm cho bạn này. Ăn mừng, thấy không? Thì mình kiếm người mình thi đua với nhau, nếu mình kiếm người không có thì mình tự tự chơi với mình cũng hay lắm. Rồi tiếp tục, bây giờ sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện. Hôm qua anh có một cái buổi gọi là buổi học thử, thì có rất là nhiều người đi học, trong đó có sinh viên cũng có, học sinh cũng có, và những người đi làm nữa. Thì những người mà họ học hiệu quả nhất là những người đi làm. Tại sao vậy? Tại vì khi mà họ ra đời rồi đó, họ đi làm á, họ thấy tiếng Anh cực kỳ quan trọng luôn. Có những người họ muốn thăng tiến, họ thăng tiến không được, tại vì khi mà nhảy việc ở vị trí cao hơn, khi mà nhảy việc qua một cái công ty khác thì người ta đòi hỏi tiếng Anh phải giỏi. Và khi tiếng Anh mình không có thì chuyển việc không được. Lương đang là 10 triệu, muốn nhảy, năng lực đã đáp ứng đủ rồi, kỹ năng đã đáp ứng đủ rồi, muốn nhảy qua thì lương phải có thêm tiếng Anh, mà tiếng Anh hồi trẻ không chuẩn bị, cho nên là đi làm thì mắc kẹt rất là nhiều. Nhiều bạn không xin được việc vì thiếu tiếng Anh, rất nhiều bạn. Và thậm chí có những người đã gần 30 tuổi cũng sắp dép đi học tiếng Anh, tại vì họ ước gì thời sinh viên họ đã nỗ lực, họ chịu khó học tiếng Anh. Cho nên bây giờ mà nói thiệt nha, đi làm khó học tiếng Anh lắm, nhưng kinh nghiệm thực tế người đi làm học tiếng Anh lại tốt hơn sinh viên, bởi vì họ đã trải qua đau khổ bởi vì thiếu tiếng Anh. Cho nên anh phải chia sẻ những câu chuyện này cho các bạn phải nỗ lực học mỗi ngày. Học đại học á, ra trường nhất là phải giỏi tiếng Anh, thứ hai phải biết văn phòng, thứ ba phải giỏi kỹ năng giao tiếp và bán hàng, nhớ phải đi làm thêm nữa. Ok, bạn Minh ơi, 3G yếu quá thì bữa sau mình mở lên mình coi offline nha. Bạn Lệ Uyên hỏi, bạn Lệ Uyên coi giùm anh cái livestream thứ nhất nha. Cái phần mini story là mình nghe thật nhiều, sau đó mình phải nghe, mình phải tập nói ra. Các bạn học mini story mà mình không tập nói ra thì không bao giờ nói được. Mình chỉ nghe giỏi chứ mình không nói được. Bạn phải nghe, bạn phải trả lời ra, ok. Lấy ví dụ, Ashley Hoa hỏi là there was a beautiful woman named Sophie. Mình sẽ nói là who was a beautiful woman? Ashley nói, mình sẽ nói là Sophie was a beautiful woman. Ok, đó là cách học đó. Nhưng mà để như vậy thì mình cần phải nghe rất nhiều. Rồi, tiếp tục một bài nữa. Sau đó mình sẽ qua phần trò chuyện với nhau, hỏi đáp các kiểu. Bây giờ mình qua bài Drag. Ok, giờ sẽ mở bài Drag. Drag. Bài Drag hay lắm nha. Bạn Nhi hỏi là người bị ngọng từ bé thì liệu phát âm có chuẩn không bạn? Nhi ơi, bị ngọng thì nó là một điều không may mắn, nhưng anh nghĩ là luyện tập sẽ được. Và khi mà học tiếng Anh thì anh tiếp xúc nhiều, anh thấy có những người họ bị ngọng, họ nói tiếng Anh vẫn được em à. Có thể mình không giao tiếp được chính xác giỏi như người ta, nhưng mục tiêu nữa là giao tiếp thì em nỗ lực thì em vẫn nói, người ta vẫn hiểu. Nhưng mà mình nói với những cảm xúc và năng lượng tràn đầy và sự chân thành thì giao tiếp vẫn hiểu. Thật sự khi mà anh đi làm, đi dịch phiên dịch thì có rất nhiều người phát âm không chuẩn, nhưng mà họ vẫn làm việc rất tốt, họ vẫn được trân trọng, họ vẫn được thăng tiến. Miễn là em phải có nhiều từ vựng và em phản xạ tốt là được, ok. Phát âm chỉ là một phần nhỏ trong tiếng Anh thôi. Giỏi thì tốt, không giỏi cũng không sao cả. Keep going, em vẫn có thể thành công. Được chưa? Trâm Nguyễn hỏi có học từ vựng dễ nhớ không? Có, đọc và nghe sách và coi phim liên tục, đọc truyện, nghe truyện và coi phim liên tục là nhớ thôi, coi những thứ mình thích. Rồi, bây giờ bài tracks. Đây, đầu tiên vô câu đầu tiên ha. High price of moms helps attract on family business. Ok, là cái giá rất là cao của sự giúp đỡ của mẹ đang kéo đà xuống, đang kéo lê cái kinh doanh của gia đình, kinh doanh của gia đình nha. Nghĩa là bà mẹ ở đây là bà mẹ bả có giúp cho kinh doanh của gia đình, nhưng mẹ lại đòi hỏi tiền lương cao, cho nên là nó làm cho kinh doanh gia đình đang bị kéo lê xuống. Ok, rồi. Dear Appy thân mến, dear, mở đầu một bức thư hay mở đầu một cái gì đó thì các bạn dùng dear là thân mến, ok. Dear Appy,
Rồi anh sẽ copy câu đầu tiên. Đây, bài này cũng dễ hư cũng hay lắm. Ok. 20 years ago, 20 years ago. Lên xuống giọng nha. 20 years, anh đọc hết nguyên một lần cho bạn nghe ha. 20 years ago, my sister and I bought a business from our mother. We all love and respect one another and get along well. She will be finished paying off the business in 2 years. Được chưa? Đó, đó là khi đọc tiếng Anh thì mình phải đọc như vậy. Lên xuống, lên xuống, lên xuống, phát âm chuẩn như vậy. Bạn đọc như vậy, bạn đi phỏng vấn, bạn đi làm ở đâu người ta cũng mê hết. Thật luôn. Ok, và người ta sẽ nhận việc liền. Và mặc định là người ta sẽ thấy, ồ, người này hay quá, là muốn vô luôn, muốn nhận rồi. Các giám đốc mình rất thích thư ký phát âm hay như vậy. 20 năm về trước, chị của tôi và tôi mua một cái kinh doanh từ mẹ của tôi, nghĩa là người mẹ khởi nghiệp, sau này người mẹ bán lại cho những người con của mình. Em thấy hay không? Anh thấy hay đó. Tại sao? Phân tích cho hiểu nè. Thông thường ở Việt Nam của mình là ba mẹ mà giàu có thì hay cho con cái lắm. Nhưng mà khi mà một cái gì mà mình được nhận mà mình không có làm nên bằng công sức mồ hôi của mình thì mình sẽ khó mà trân trọng. Cho nên người nước ngoài họ rất là fair. Họ dạy con họ là bây giờ cho dù ba mẹ có giàu đi nữa thì ba mẹ cũng không cho con tài sản. Ba mẹ chỉ nuôi cho con ăn học đầy đủ. Con muốn giàu thì con phải lao động. Cho nên người mẹ phải bán lại cái kinh doanh. Coi người trong chuyện kinh doanh, coi con mình như một đối tác thôi, chứ không cho. Tại vì nếu mà cho á thì con mình nó sẽ không có siêng năng, mà sẽ ỷ lại và nó sẽ lười biếng và nó sẽ dễ bị tự cao. Nó phải trải qua vất vả thì nó mới trở nên khiêm tốn và nó mới trân trọng những gì, những đồng tiền nó kiếm được. Nó mới biết cách xài tiền và nó mới có đủ bản lĩnh để nó tiếp tục nó kinh doanh cái sự nghiệp của mình. Hiểu chưa? Cho nên là người mẹ phải bán. Mà muốn bán thì con phải đi kiếm tiền đủ để mà mua lại business của mẹ. Ok? Đó, phân tích các bạn hiểu là như vậy. Tiếp tục. We all love and respect one another and get along well. Chúng tôi luôn luôn, tất cả chúng tôi luôn luôn yêu thương, love chữ V, and respect là trân trọng, tôn kính one another, lẫn nhau, one another and get along well, và hòa thuận, có một mối hệ tốt với nhau. Mình có là he get along well with her, là cô ta và anh ấy có một mối quan hệ tốt với nhau. I get along well with you, là tôi có một quan hệ tốt với bạn. Ok. We will be finished paying off the business in 2 years. Chúng tôi sẽ kết thúc, hoàn thành, trả hết cái business trong vòng 2 năm. Rồi, đó. Tiếp tục. Our problem. Cái vấn đề của chúng tôi, mẹ, mom, who is now 77, đã 37 tuổi rồi, still draw salary from us. Still draws là vẫn nhận, draw đây là vẫn nhận một cái mức lương từ chúng tôi, above and beyond the payment for business, dựa trên cái khoản trả của kinh doanh, được chưa? We look her workload, my workload nha, workload. Cái lượng công việc của mẹ đã lessened greatly là đã giảm một cách đáng kể, greatly, as it should, như là nó đáng lẽ phải nhiều hơn, as it should. She could do all of her work. Cô ta có thể, đáng lẽ là bà mẹ, mẹ của mình á, cô bà mẹ đáng lẽ là có thể làm hết tất cả công việc của mẹ in one day, trong vòng một ngày thôi. And lessen the burden of salary, và làm giảm cái gánh nặng của việc lương. Nghĩa là ở đây người con á, than phiền là mẹ làm việc ít mà lại chiếm quá nhiều tiền lương trong việc kinh doanh. Lessen là giảm, the burden là gánh nặng trên vai, burden on my shoulder, burden of her salary là gánh nặng về việc mặt tiền lương. However, lên giọng nào. However, she says she'd go crazy if she retired. Cô ta sẽ trở nên bị điên nếu như mà bà mẹ sẽ trở nên bị điên nếu như mà bà mẹ muốn mẹ nghỉ hưu. We don't want that. Nghĩa đây là những người con cũng thương mẹ lắm, những người con không muốn cho mẹ phải nghỉ hưu, nên muốn cho mẹ có một công việc làm, mặc dù là mẹ làm ít mà lại nhận lương nhiều, thương mẹ. Đó, rồi. We don't want that. She could still come in as often as she wants. Bà vẫn có thể đến như thường là bà muốn. And do her personal paperwork. Và làm công việc giấy tờ cá nhân. Paperwork, công việc giấy tờ ha. Banking, công việc ngân hàng. Letter writing là viết thư. Reading, etc. ETC là etc.
There are all things she does at work. Trong khi tất cả những thứ mà bạn làm on the clock, đúng giờ, được chưa? Tiếp tục. Wow, ba bài có vẻ nhiều quá ha. Hết bài này mình chuyển sang mình giải trí nói chuyện với nhau nha. Rồi, if we try to discuss. Đây, if we try to discuss this, mom gets hurt and says. Nếu mà mình cố gắng nỗ lực thương lượng với mẹ, thảo luận với mẹ thì mẹ sẽ trở nên rất là khó chịu và nói rằng là just let me know when I'm not worth the money. Mẹ tự ái mẹ nói chứ. Chỉ cần cho ta biết là khi nào mẹ không xứng đáng với làm ra tiền nữa thôi. Mẹ nói câu một cách rất là tự ái. We don't want to do that. Chúng tôi cũng không muốn làm chuyện đó vì sợ tổn thương mẹ. We would hope she would see the fairness of this suggestion is herself. Chúng tôi hy vọng là mẹ sẽ thấy được cái sự công bằng khi mà đề nghị đối với bà ấy nên xem xét lại, nên thảo luận lại. Đây một số từ khó nè. Đây. Business expenses. Business expenses là chi phí kinh doanh all going through the roof. Nó đang vượt quá rất là nhanh, going the roof. Mình đi coi. All going through the roof là đi quá xuyên trần rồi, là quá mức chỉ chấp nhận rồi, mức trần rồi. And there are updates we should make. Và có những sự thay đổi chúng tôi cần phải làm. But we can't do it as long as. Chúng tôi cũng không làm chuyện đó. Mà cũng như là we are paying mom at the levels we are. Chúng ta không thể làm chuyện đó bởi vì chúng tôi đang trả cho mẹ mức lương quá cao như hiện tại. On top of the money for the buyout. Mức tiền quá cao đối với những gì mà mình phải chi trả ra, phải mua ra. Ok. Daughter dearest là câu cuối, là con gái thân mến. Đó là bài như vậy. Rồi, xong. Anh nghĩ nãy giờ là một tiếng đồng hồ đó, mình chia sẻ quá là nhiều thứ, ba bài anh nghĩ cũng nhiều rồi. Hoặc một tiếng là đủ, nghe luôn một tiếng là đủ. Thì bây giờ mình sẽ có vài phút để mình trò chuyện, mình chia sẻ với nhau. Ok. Thì các bạn có hỏi gì các bạn hỏi đi ha. Bây giờ anh sẽ nói cho các bạn một số thứ. Nhiều bạn thắc mắc, nhiều bạn hỏi với anh rằng là anh ơi, giờ em muốn học 3 tháng, học sao cho nó nhanh và giỏi vậy? Đó. Thì câu trả lời có không các bạn? Có học 3 tháng giỏi không? Có. Thì hồi xưa rất là nhiều bạn inbox và gửi email cho thầy Andrew Hall, là một trong những chuyên gia dạy ngôn ngữ hàng đầu thế giới á, người sáng lập bộ Effortless English nào. Thì thầy có viết một cái bài gọi là Obsessive Learning, là học gì? Học ám ảnh. Thì có những quy tắc như sau nha. Đó là để mà bạn giỏi tiếng Anh trong vòng 3-4 tháng á, là một khoảng thời gian rất ngắn. Thông thường để một người họ giỏi tiếng Anh thì họ phải học ít nhất 1 tiếng mỗi ngày, liên tục 365 ngày, mỗi ngày khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng nha. Thì ở đây là sự học phải là học ám ảnh. Thì ACHOQ là mình phải học ám ảnh, nghĩa là để trong vòng 3 tháng mình thực sự tạo ra một sự đột phá trong tiếng Anh. Thì các bạn cần phải học mỗi ngày ít nhất là 5 tiếng đến 8 tiếng, thậm chí là 12 tiếng nếu như muốn học trong vòng 3 tháng. Tắm nghe, ăn nghe, trước khi đi ngủ nghe, tập thể dục cũng nghe, lái xe cũng nghe, mọi lúc mọi nơi nghe và nói, nghe và nói, nghe và nói. Hồi xưa anh học như vậy đó, 6 tháng là anh learn rất nhiều, tại vì anh tập trung liên tục. Anh không đi làm thêm, anh xác định thời điểm 6 tháng này là mình sẽ học tiếng Anh rất giỏi, mình sẽ làm gì? Mình sẽ học trên trường rất giỏi. Sau 6 tháng tiếng Anh giỏi rồi, bắt đầu mình mới đi học trên trường, mình đi làm thêm. Những bạn nào mà đang đi làm, những anh chị nào đang đi làm, nếu muốn học tiếng Anh muốn thực giỏi thật sự thì làm ơn là xin làm việc ít lại, hoặc làm part time tập trung vào tiếng Anh 6 tháng sau đó đi làm trở lại. Ok. Nó là như vậy. Đó, học ám ảnh, học mà mình bị ám ảnh luôn thì như vậy nó mới vô đầu. Còn phải đọc thật nhiều, còn phải nghe thật nhiều những thứ đơn giản, đặc biệt là effortless English, nghe liên tục trong vòng 3 tháng. Nếu như nghiêm túc với tiếng Anh thì bạn sẽ rất là giỏi. Giả sử bạn là sinh viên, sáng đi học, chiều ở nhà học tiếng Anh, tối học tiếng Anh hoặc làm bài tập ở trên trường, tập thể dục vô nha, cho có năng lượng để làm. Nhớ là khi học để giỏi thì các bạn cần tập trung vào đầu vào thật là nhiều, tập trung vào input thật nhiều, nghe thật nhiều. Nhớ rằng học ngôn ngữ giỏi là học bằng tai nè, nghe thật nhiều. Học bằng tai nó tiếp thu âm thanh thì mình nói mới bật ra được âm thanh, được chưa? Học bằng mắt thì không nói được. Ok. Rồi. Cường độ cao,
Nhớ, để trôi chảy trong vòng 2-3 tháng, bạn cần phải tạo cường độ cao, high intensity. Nói cách khác, bạn phải học nghe từ 8 đến 14 giờ, phải liên tục nghe tiếng Anh, phải liên tục đọc tiếng Anh. Trên thực tế, đề nghị thu phiên hai hoạt động nghe đọc, nghe đọc, nghe 1 giờ, đọc truyện 1 giờ, nghe 1 giờ, đọc truyện 1 giờ. Cứ thế input thật nhiều, input thật nhiều, input thật nhiều. Chỉ có như vậy thôi. Đó là phương pháp đơn giản nhất để có sự thay đổi tiếng Anh. Ok, đó là trả lời câu hỏi học 3 tháng giỏi thì phải thực sự nghiêm túc với tiếng Anh và dành thời gian nhiều như vậy. Còn nếu như bạn không làm được chuyện đó thì bạn cần phải đi đều. Đi đều cũng là một sự lựa chọn. Đi đều nghĩa là mình học mỗi ngày 1 tiếng, nhưng mà mình đi đều trong vòng 6 tháng cho đến 1 năm nha, thì mình sẽ giỏi tiếng Anh. Có hai lựa chọn. Thì ngày nay á, thời sinh viên bạn có thời gian rảnh thì bạn có thể học một ngày 5 tiếng đến 8 tiếng, 12 tiếng được, nhưng mà đi làm thì bạn nên đi đều. Ok. Một số bạn sinh viên bận quá thì cũng nên đi đều học mỗi ngày 1 tiếng 2 tiếng, nhưng mà đi đều, nhớ giùm anh đi đều. Còn trẻ học tiếng Anh càng tốt, càng sớm ra trường dễ xin việc. Đó, rồi, ok, trả lời một số câu hỏi nè. Trời ơi, câu hỏi nhiều quá. Wow. Đọc bạn 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 cậu Lực hỏi là âm B R nè. R R lỗi lỗi là pr pr như là prison, prison, prison là cái tù ha, tù ha. Hoặc là proof, proof, bruh, proof là bằng chứng nè. Ok, program, program là chương trình nè. Province, province là tỉnh thành nè. Chờ, bruh, 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 bruh. Ok. Thầy cho em hỏi có bạn Vitamin Cam hỏi là thầy cho em hỏi có quy luật dịch tiếng Anh không thầy? Tiếng Anh hả? Không có quy luật. Nếu mà có thì phải học từ ngữ pháp đi ra. Lấy ví dụ một cô gái xinh đẹp dịch sao? Tiếng Việt là cô gái danh từ trước, xinh đẹp đứng sau, đúng không? Tiếng Anh là beautiful girl thì tiếng Anh sẽ ngược lại tính từ rồi mới đến danh từ, được chưa? Cái thứ hai nữa là khi dịch tiếng Anh thì mình phải đi từ, không phải đi, mình đọc tiếng Việt mình đọc từ trái sang phải, mình dịch tiếng Anh sang tiếng Việt thì mình sẽ coi từ phải sang trái, nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Nhớ, hiện tại anh nghĩ chỉ nhiêu đó thôi. Còn nếu mà muốn biết thì em cần phải đọc nhiều và học thêm một chút ngữ pháp căn bản thôi. Bạn Trần Quốc Thông, anh ơi chia sẻ cho em một số kinh nghiệm đi TOEIC. Cảm ơn anh. Đi thi TOEIC hả? Ok. Anh chia sẻ hồi hồi sinh viên năm 2 á, là anh đã có TOEIC trên 800 rồi. Anh chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm đi TOEIC sơ sơ nha, dành cho bạn sinh viên ha. Ok. Thi TOEIC ngày nay á, nó có thi 4 kỹ năng, là hồi xưa đa số là kỹ năng nghe và nói thôi. Thì để thi như vậy thì các bạn thứ nhất là rất ít người làm hết số câu trong lúc đi thi. Thì khi mà gần hết giờ, thứ nhất câu nào mình chưa làm xong hoặc câu nào chưa làm xong thì phải điền lụi, đừng bao giờ bỏ trống, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là câu nào mà thấy quá khó bỏ qua, làm những câu dễ trước, được chưa? Và cái thứ ba là ở nhà luyện á thì phải lấy cái đồng hồ ra canh canh đúng cái thời gian mà mình đi thi với trung tâm á, làm đúng giờ các cái mục rồi xong. Ví dụ ở nhà em thi được 700 điểm, lên trung tâm em lên lên thực tế em thi được 500 điểm thôi. Ở nhà em thi được 800, lên trung tâm tới thi được 600, 700 thôi. Cho nên là ở nhà mình thi làm sao đó, thi mình tự mình đóng kín phòng lại, mình tổ chức mình thi cho chính mình y chang là thi trên trung tâm gì đó, rồi em sẽ biết năng lực thật của em. Và cái việc mà tô bằng bút chì á, em đi lúc em đi thi em sẽ tô bằng bút chì, nó sẽ tốn em rất là nhiều thời gian và em sẽ không quen với chuyện đó. Thì em cần ở nhà luyện thi, em cần thi thử trước ở nhà bằng cách là em tập tô bằng bút chì trước, hiểu mình nói không? Chứ là lúc đó hả, bình thường mình toàn khoanh tròn, mà lên đó mình tô tốn thời gian, tô lâu, mình tô lem là mất điểm nữa đó, rất là nhiều. Hồi xưa anh luyện thi sau, ví dụ như anh mò một bộ đề luyện thi 3 ngày, ngày đầu tiên anh tự giải reading, ngày thứ hai giải listening, ngày thứ ba giải xong mà kiểm tra lỗi sai nha, ngày thứ ba lấy những lỗi sai ra check ngữ pháp, check từ vựng, check chỗ nghe không ra bỏ vô điện thoại luyện nghe 7 ngày đó, là như vậy. Ok, thì nên thi thi đúng giờ. Khi đi thi thì đừng ăn quá no, điện thoại tắt chế độ rung, đó, và đừng, cũng đừng quá stress. TOEIC trường đại học yêu cầu trường 450 là trường dễ, trường khó là 650, 450 thực sự. Nếu như các bạn học Effort English mà học trường khoảng 2 đĩa là bạn thi ngon lành rồi. Tuyền đang em không phải là người mới bắt đầu, cũng không phải là người mất căn bản, và em nên học phần nào? Em cứ vô Effort English Original, em coi bộ đĩa nào mà vừa sức với em thì em học thôi.
Anh làm nhiều livestream nhé anh. Ok em, anh sẽ làm nhiều livestream, anh rất thích giúp mọi người. Thì đó. Rồi, mà anh quay lại anh nói cái chuyện học ám ảnh. Rồi có một bạn vậy đó, thì giả sử như bạn nào ở nhà mà điều kiện khó khăn quá rồi, hoặc là mình lười quá, mình không kỷ luật quá, thì bạn cũng có thể nên đến trung tâm. Những bạn mới bắt đầu học, bạn không biết gì cả, tự mò rất là phức tạp, thậm chí không khả năng tự nghiên cứu, thì bạn cũng nên đến trung tâm. Đến trung tâm thì học nhanh hơn, có người hướng dẫn, có người đưa tài liệu sẵn, có người phục vụ, có người nhắc nhở mình học, thì đó là lợi ích của đến trung tâm, nó giúp cho bạn học nhanh hơn chẳng hạn như vậy. Rồi khi đến trung tâm học á, thì hiện tại trên các trung tâm tiếng Anh nó sẽ có rất là nhiều khóa học khác nhau, có khóa học một tuần 2 buổi, khóa học một tuần 5 buổi. Thì hiện tại Simple English bên anh làm á, và anh toàn hướng vào khóa học 5 buổi không thôi. Tại vì học một tuần 2 buổi thì nó cũng hay, cũng có ích, nhưng nếu như bạn là người thiếu kỷ luật bản thân thì bạn đi học thì bạn sẽ không tự làm học ở nhà được, bạn phải đợi nhắc nhở. Nhưng mà tuần 2 buổi thì nó cường độ học ít, thì tỷ lệ hiệu quả là 50-50. Tuy nhiên ngày nay khi mà Simple English triển khai khóa học một tuần 5 buổi á, học thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, mỗi buổi 2 tiếng, ngày nào lên cũng gặp giáo viên, vừa đóng phim vừa coi phim vừa đọc truyện vừa tập phản xạ với nhau, vừa chơi tất cả các trò chơi rất là vui và thú vị, thì cường độ tiếp xúc tiếng Anh rất là nhanh. Trong vòng 3 tháng một khóa, một ngày tuần học 5 buổi, một buổi 2 tiếng, các bạn sẽ tiến bộ rất là nhanh. Thứ bảy chủ nhật ở nhà ôn là tự ôn những bài cũ. Thì như vậy đầu tư như vậy, một khóa như vậy, bạn sẽ tiến bộ rất là nhanh đó. Cho nên là nếu như bạn nào mà có nhu cầu tiến bộ tiếng Anh nhanh, có một môi trường học tiếng Anh thật là tốt và hiệu quả, mà được gặp những giáo viên mà họ giúp cho mình phát âm chuẩn, đỡ mất công phải tự research, và đặc biệt là trị được bản thân lười, thì bạn có thể đến xin mỗi lời học cái khóa học gọi là khóa học Super. Nó giúp cho các bạn rất là tốt về việc ấy. Thì các bạn có thể muốn gặp anh thì các bạn cứ đến xin mỗi lời, các bạn được học thử cho đến khi nào mà bạn cảm thấy vui, thấy tự tin, thoải mái thì bạn có thể đăng ký học cũng được. Nếu rảnh một ngày học 8 tiếng thì học như thế nào hả anh? Văn Hùng ơi, trời ơi, 8 tiếng thì nhiều quá. Thì em có thể em đọc nghe, đọc nghe, đọc nghe, rồi dành ra một tiếng để mình nhái theo, coi phim nè, đọc truyện thiếu nhi nè, nghe Affle English nè, rất là nhiều nha. Ôi nhiều quá. Cùng hàng chán nản thì làm cách nào để lấy lại tinh thần hả anh? À, chán nản thì coi lại livestream của anh, hoặc là đi câu lạc bộ, hoặc là đến Simple English, hoặc là tập thể dục. Sắp tới anh sẽ làm một cái livestream về cảm xúc và thế nào để học tiếng Anh tràn đầy năng lượng. Ok. Bạn Trâm Nguyễn giúp em phân biệt âm P và âm B. Nè, âm P là âm hơi bật ra, âm B là không bật ra, rung ở cổ. Âm P nè. Em để tay trên cổ nha, nó sẽ không rung. Dù con heo là pig, pig, pig màu hồng, pink, pink màu tím, purple, purple. Âm bờ nè, bờ bờ bờ, bank, bank là được chưa, là ngân hàng. Một con heo bự màu hồng nói làm sao? Pink big pig, thấy chưa, nói theo anh coi. Pink big pig được chưa? Đây anh sẽ comment xuống, anh sẽ comment xuống. Một con heo bự màu hồng. Pink big pig được chưa? Màu hồng là a pink big pig, một con heo bự màu hồng đó. Em tập ba đúng, em tập được câu đó thì em sẽ phân biệt được hai âm đó. Ok. Vitamin cam, em định không học đại học, chỉ tập trung học tiếng Anh được không thầy? Ồ, cái này khó khuyên quá. Học được hai cái càng tốt, nhưng mà nói thật là ví dụ giả sử bạn muốn làm nhân viên văn phòng, thư ký giám đốc, thì ngay bây giờ bạn vô cái job description, bạn coi thử người ta yêu cầu cái gì, mình học đúng cái đó là ra bạn sẽ được thôi. Chú ơi, con đang lớp 11 đến lớp 12, học xong cách hướng dẫn của thầy thì con đã bắt đầu nói tiếng Anh được chưa ạ? À? Được rồi con, xua luôn. Nếu con học đúng mỗi ngày thầy chỉ là chắc chắn lớp 12 năm nhất là con làm chùm trong lớp con luôn. Nếu con làm đúng gì, học đúng Affle English, học xong bộ này là bao giỏi. Lên lớp đại học là tụi nó ngồi, tụi nó trời ơi mày giỏi gì, mày học cái quái gì mày giỏi vậy. Thì nhớ chia sẻ livestream này cho nó học nha con. Con muốn giỏi tiếng Anh để lên đại học kiếm tiền làm thêm, vì mẹ nuôi hai chị em con vất vả lắm chú à. Ừ, giỏi, tốt. Đó là một động lực rất tốt. Good job. Học tiếng Anh giỏi đi. Rồi tiếng Anh giỏi cái mình lên sinh viên, cái mình đi làm thêm. Mình tiền nhiều lắm đó. Ví dụ như thời sinh viên anh tiếng Anh giỏi đúng không? Cái anh đi làm gia sư, một tháng anh kiếm được 2 triệu, 3 triệu, có tháng kiếm được 4 triệu.
tự nuôi bản thân, mẹ không cần phải lo nha. Sau này lên năm tư đi thực tập, người ta đi thực tập không có tiền, nhưng mà anh có tiếng Anh, anh đi phỏng vấn, không phỏng vấn một lần ba người nói tiếng Anh, hai bên lớn anh không à, lớn anh mấy tuổi luôn, anh có tiếng Anh giỏi thì anh lại đậu. Anh đậu cái anh vô thực tập anh là được 200 đô ha, 200 đô lúc mới ra trường đi thực tập thôi ha là 4 triệu rồi, thực tập cũng có lương, rất là may mắn nếu như bạn có tiếng Anh giỏi. Ok, rồi tuyên phạm anh ở quận 10 á, 183 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10, ở trên lầu 4. Hạn hai bạn nào muốn học tiếng Anh với anh, hoặc muốn gặp anh để làm quen hoặc là học thử cho vui thì cứ đến kết bạn với nhau, anh hướng dẫn hết. Được, học TOEFL IELTS được không anh? Được em. Ý Linh, hiện tại chỗ em không có trung tâm. Em ơi, chỗ em không có trung tâm thì anh nghĩ là sắp tới trong năm nay anh sẽ triển khai một cái khóa học online. Đó là mình sẽ tạo một cái group và anh sẽ livestream dạy tiếng Anh trong đó, mình gặp với nhau, mình chia sẻ với nhau mỗi ngày. Sẽ có giáo viên trong đó hướng dẫn cho các bạn. Sắp tới sẽ là đẹp trai quá. Cảm ơn. Hello Tony, hello Cruz Tony, chào anh Trạm. Trung tâm anh ở quận 10 đó em, đừng chú trả lời comment cho với trả lời rồi. Rồi ok. Em học tiếng Anh liên tục trong vòng liên tục 3 tiếng mỗi ngày nhưng lại mau quên. Anh có bí quyết nào nhớ lâu không anh? Lan Võ, để mà nhớ lâu á, đầu tiên lúc em học là em phải tập trung ha. Không Facebook, rồi chưa? Không tám nhảm hoặc là làm gì đó, nói chung là phải tập trung nước đã. Thứ hai là mình phải ngủ đủ, phải đi ngủ sớm. Là cái việc mình đi ngủ giúp cho mình nhớ tốt nha, nghiên cứu học đàng hoàng. Và cái thứ ba nữa là một bài học 7 ngày thì mới nhớ, học 3 ngày quên là đúng rồi. Một bài học 7 ngày mỗi ngày 2 tiếng nhớ nha. Còn ngày này mỗi ngày học một bài mới, học cho biết thôi, giờ mới không nói được. Một bài học 7 ngày nhớ nhân Lan Ngọc, học như vậy bao nhớ. Repetition. Bí quyết của việc nhớ tiếng Anh và xài được tiếng Anh đó là sự lặp đi lặp lại. Ok. Live chương phan rang. Em hơi khó khăn chút, khóa học của anh bao nhiêu tiền? Em inbox cho anh nha, sẽ trả lời cho em. Rồi, bây giờ bộ original học được 8 bài, bây giờ em chuyển sang học power luôn được không anh? Hải Ngọc ơi, em qua bộ power nếu như mà em đọc em hiểu được trên 80% thì em học, còn nếu mà chưa hiểu được trên 80% thì em tiếp tục học bộ original ha. Ok. Jackie Trịnh, anh bao nhiêu tuổi giỏi vậy? Em đoán đi, comment xuống số tuổi của anh. nhờ anh Tường nói với mọi người à, em học cùng bộ Phonetics kết bạn. Ok, các bạn bạn cầu lực học rất là chăm, bạn kết bạn các bạn với các bạn bạn cầu lực kìa. Anh ơi, học mỗi bài tầm 2 tuần có thể trả lời hết các câu hỏi rồi ạ. Nếu mà không quay lại ôn bài cũ thì nó quên có sao không ạ? À, anh nói rồi, ví dụ như là hả, em dành ra 3 tháng, trong 3 tháng đó em học liên tục tất cả các bài mới, xong cái em dành ra một ngày em nghe lại, em ôn lại tất cả các bài đã học rồi xong cho qua. Ok ha, 3 tháng ôn một lần. Ok. Mỹ Duyên, anh ơi cho em hỏi, em không có nhiều thời gian để học vậy, cần học mini story được không ạ? À, được Duyên à. Học mini nè, học men đủ rồi. Hồi xưa anh học nhiêu đó thôi đó. Ngọc Thảo, anh có khóa học online không? Tương lai sẽ có nha, anh nghĩ năm nay sẽ làm, chắc chắn sẽ làm. Còn nhiều bạn hỏi quá. Hầu hết các bạn đều bận dậy cả ngày, chỉ đánh buổi tối, chỉ trừ củ chi dậy xuống học, sáng thì làm ớn quá. Ok, sẽ nỗ lực làm online. Ok, rồi. Tuổi sẽ không tiết lộ trên online, gặp ngoài đời sẽ tiết lộ ha. Nhưng mà anh rất là trẻ. Trẻ, siêu trẻ. Ok, 27 tuổi, 25 tuổi, sao không có ai đón mình 30 chúng ta. Anh rất là trẻ nha. Ok, thank you. Rồi, đó. Các bạn nỗ lực, các bạn học tiếng Anh. Anh nhớ thực sự ngày nay nha, nói cho bạn hiểu một chuyện là việc kiếm tiền sẽ rất là dễ ở mức độ nuôi được bản thân nếu bạn có tiếng Anh. Ok. Anh Tường, nếu giờ em tự học em phát English nhưng không có môi trường giao tiếp nước ngoài thì khi sử dụng tiếng Anh thì ra ngoài mình giao tiếp được không ạ? À, cảm ơn anh. À, nếu mà em học tiếng Anh rồi thì em muốn có môi trường nước ngoài thì em vô cái phần note xuống tìm cho anh 7 nơi đi học giao tiếp, 7 nơi đi câu lạc bộ phổ biến nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, ở nơi có người nước ngoài đó. Em đến đó, ví dụ như American Centers hoặc là Easy English Club hoặc là ra Bùi Viện hoặc là không với tháng 10, đi rủ thêm bạn bè 2 đứa thôi, gặp tay nói chuyện. Mà khi gặp tay thì mình phải cho nó một cái gì đó, mình phải chia sẻ cho nó thông tin trước, chứ không phải vô cứ hỏi 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 nó thấy phiền quá nó đá mình đi á. Ok rồi thì cũng đã hơn 1 tiếng rồi,
Cường Trần hả? Anh ơi, anh có việc làm thêm mà cần tiếng Anh không anh? Dễ lắm Cường ơi. Em lên trang internship.edu.vn tìm có. Thứ hai, em Google các web tuyển việc sẽ có đầy. Thứ ba, em ra thẳng Bùi Viện luôn. Nếu mà thích làm nơi có tiếng Anh ra đó, hỏi chỗ nào có tiếng Anh nhận vô làm. Chịu. Việc học tiếng Anh khác một chuyện, việc xài tiếng Anh khác một chuyện. Để xài tiếng Anh thì cần phải có sự can đảm và tự tin nha, chứ không phải giỏi tiếng Anh là xài được tiếng Anh đâu. Rồi, chương trình livestream đến đây là kết thúc. Ngày hôm nay quá đông các bạn livestream, mình cảm thấy rất là biết ơn, rất là trân trọng. Cảm ơn tất cả các bạn đã ham học. Thì các bạn giúp Tường share video này, tag những người bạn của mình ham học, đưa giúp cho họ giỏi tiếng Anh, được chưa? Buổi sau mình tiếp tục livestream và mình sẽ dịch thêm những cái bài khó hơn, khác hơn nữa. Và các bạn nhớ chăm học nha. Livestream tiếp theo có thể là mình sẽ làm về về cảm xúc học tiếng Anh, các bạn nhớ theo dõi và share livestream này. Thank you, I love you so much. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc ngon. Học tiếng Anh chăm chỉ nha. Ok. Bạn nào muốn học tiếng Anh thì inbox cho anh. Bye bye. See you again.